Chè là một thức uống truyền thống của người Việt Nam, nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn khắp thế giới. Giờ đây chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một sản phẩm chè thơm ngon, đậm đà hương vị, chè ngon xứ Thái. Chè xứ Thái được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon và chất lượng nhất. Chúng tôi lựa chọn những lá chè non thượng hạng và kỹ thuật sao chè cách đây hàng trăm năm được lưu truyền lại để tạo ra một ly chè phảng phất hương thơm tự nhiên và đậm đà. Đặc biệt, chúng tôi có sẵn nhiều loại chè phong phú để các bạn lựa chọn theo sở thích của mình. Hãy tận hưởng một ly chè để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Và để thưởng thức những ly chè xứ Thái, bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị với hương vị chè độc đáo và chất lượng tuyệt vời. Hãy cảm nhận sự khác biệt của chè ngon xứ Thái ngay hôm nay. Nước chè thơm ngon, đẹp đến từng giọt.